Vào thời điểm mở bán giữa năm ngoái, Redmi 3 Pro có giá 6,49 triệu đồng cho bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB và 7,49 triệu đồng cho bản RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Hiện tại, mức giá thực tế tại nhiều hệ thống bán lẻ giảm đi gần một nửa, chỉ còn 3,49 triệu đồng và 3,95 triệu đồng tùy phiên bản. Với mức giá mới này, Redmi 3 Pro đang sở hữu những thứ đáng mơ ước với những sản phẩm cùng tầm giá. Đó là con chip Snapdragon 710 mạnh mẽ hiếm có ở tầm giá trên 3 triệu đồng, viên pin 4035mAh có khả năng sạc nhanh Vox 3.0 20W, chỉ mất 80 phút sạc đầy. Màn hình 6,3 inch độ phân giải Full HD, camera chính 16MP sử dụng cảm biến Sony IMX519 và camera tự sướng 25MP chụp ảnh ổn cả khi thiếu sáng. Điểm hạn chế đáng kể nhất ở sản phẩm này vẫn là dùng cổng sạc micro USB đời cũ. Mi Smart Line liên tục được điều chỉnh giá từ lúc bán ra đến nay, từ mức giá 6,99 triệu đồng cho bản 4GB RAM và 7,99 triệu đồng cho bản RAM 6GB. Vào thời điểm mở bán tháng 8 năm 2019, điện thoại này hiện nay được nhiều hệ thống bán lẻ bán chỉ còn 3,45 triệu đồng cho bản RAM 6GB. Đây là mức giá rất tốt so với những gì sản phẩm đang sở hữu. Mi Smart Line được trang bị màn hình AMOLED 6,2 inch, độ phân giải Full HD cộng với viền khá mỏng, chip Qualcomm Snapdragon 675 8 nhân, cảm biến vân tay dưới màn hình, cụm 3 camera sau, camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera phụ 5MP để hỗ trợ chụp ảnh xóa phông. Và camera trước 20MP, pin dung lượng 4000mAh hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 qua cổng USB Type-C. Vào thời điểm mới ra mắt, Nokia 7.2 không được đánh giá cao với mức giá 6,2 triệu đồng. Sản phẩm này gây ấn tượng tốt về thiết kế với mặt lưng kính cường lực và chất lượng màn hình tốt. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khác như camera, pin lại tỏ ra thua kém với các đối thủ cạnh tranh. So với mức giá ở thời điểm hiện tại chỉ còn 3,79 triệu đồng, giảm gần nửa so với thời điểm mở bán, thì Nokia 7.2 lại trở nên có sức hút. Con chip Snapdragon 660 cùng với RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, cùng 3 camera sau, camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera hỗ trợ xóa phông 5MP vẫn được đánh giá cao ở tầm giá mới. Điểm hạn chế cần chú ý ở sản phẩm này là viên pin dung lượng trung bình 3500mAh và chỉ hỗ trợ sạc thường dù vẫn có cổng USB Type-C. Những bài tư vấn đánh giá về các sản phẩm công nghệ mới nhất sẽ tiếp tục được cập nhật trong các video tiếp theo. Mời các bạn đón xem!